Thưa quý vị, trong cuộc chiến với đại dịch COVID-19, việc huy động nhiều nguồn lực xã hội tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch là việc làm cần thiết nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của cộng đồng, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân. Với vai trò cầu nối trong khối đại đoàn kết toàn dân, mặt trận cao cấp và các tổ chức thành viên đã tích cực kêu gọi, vận động để các tổ chức cá nhân, đơn vị tham gia ủng hộ công tác phòng chống dịch, góp phần tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong cộng đồng. Ngay sau khi Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng chống dịch COVID-19, ngày 28 tháng 5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng ban hành thư kêu gọi tham gia ủng hộ phòng chống dịch. Nhanh chóng và kịp thời, các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp, đơn vị đã đồng loạt hưởng ứng và mong muốn được chung tay cùng thành phố sẽ chia khó khăn với lực lượng tuyến đầu chống dịch và đóng góp thêm nguồn lực vào quỹ vaccine phòng COVID-19. Từ ngày 28 tháng 5 đến nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã được sự ủng hộ tích cực của các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước. Người ta đặt cái niềm tin vào cái lời kêu gọi và họ tin tưởng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ thành công trong lĩnh vực mà tiếp nhận, phân phối và đặc biệt đó là chúng ta dành một cái phần để chuyển sang mua cái vaccine để tiêm phòng cho nhân dân và nhân dân cũng rất mong đợi vấn đề này. Thì điều đó là Mặt trận đang tích cực để động viên và thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình. Không đứng ngoài cuộc chiến COVID-19, các hội đoàn thể trên địa bàn thành phố cũng tích cực kêu gọi cộng đồng chung tay cùng thành phố chống dịch. Bằng nhiều hình thức khác nhau, từ việc đóng góp ngày lương đến hỗ trợ, tặng quà cho các lực lượng chức năng tại các chốt kiểm soát dịch. Tất cả đều chung một mục tiêu nhanh chóng đẩy lùi đại dịch. Hội Liên hiệp Phụ nữ đã phát động trong các cấp hội phụ nữ cùng chung tay với các ủy đảng chính quyền tại địa phương để mà hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch. Với tại địa bàn khu dân cư thì chúng tôi phát động vận động hội viên phụ nữ với phương châm là hỗ trợ tại chỗ, vận động tại chỗ, hỗ trợ tại chỗ để mà giúp đỡ những cái hoàn cảnh gia đình tại khu địa phương gặp khó khăn về kinh tế trong dịp này. Đa dạng hóa các hình thức vận động từ pano, áp phích đến tuyên truyền qua lưu động. Đội ngũ cán bộ mặt trận cơ sở không chỉ kêu gọi người dân nghiêm chỉnh chấp hành các quy định phòng dịch mà còn tuyên truyền để mỗi cá nhân hiểu rõ trách nhiệm với cộng đồng xã hội. Thì ngang những ngày đầu thì chúng tôi đã ban hành trên trang mạng thông tin điện tử của phường, qua Zalo group, qua trang Facebook của nhóm Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường ở Đông, thì các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp trên địa bàn đã lần lượt phối hợp với ban thường trực Ủy ban Mặt trận hỗ trợ tiền bạc, quà và hiện vật đến Ủy ban Mặt trận của phường. Với nhiều khó khăn, thách thức, hơn lúc nào hết, công tác phòng chống dịch COVID-19 luôn cần sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị. Huy động thêm nhiều nguồn lực hỗ trợ sẽ góp phần tiếp thêm động lực để tuyến đầu chống dịch thêm vững tin để chiến thắng dịch bệnh.